Thưa quý vị, năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ngành chức năng, địa phương tập trung phối hợp triển khai các kế hoạch, phương án, biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh chính trị, nhất là đã đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trên địa bàn thành phố. Tập trung thực hiện tốt đề án chương trình thành phố Bộ An, đảm bảo tình hình an ninh trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tập trung công tác phòng chống tham nhũng. Qua đó đã kịp thời xử lý các vụ việc có dấu hiệu phức tạp, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội thành phố. Trong những thành quả chung đó, có sự đóng góp rất tích cực của ngành nội chính Đảng Đà Nẵng. Báo cáo kết quả hoạt động ngành nội chính năm 2020 tại buổi làm việc của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết vào chiều ngày 14 tháng 12, lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy cho biết, năm 2020, thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung triển khai đồng bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Thành lập một số đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội năm 2019-2020 đối với các đơn vị địa phương. Tham mưu Thường trực Thành ủy xử lý tốt các đơn thư của tổ chức công dân gửi Thường trực Thành ủy thuộc thẩm quyền giải quyết của Thường trực Thành ủy, không để tồn đọng kéo dài. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy một số giải pháp để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi chỉ đạo. Ngoài ra, Ban Nội chính Thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy một số giải pháp trọng tâm trên lĩnh vực công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ khác như công tác phối hợp, thẩm định, thẩm tra, góp ý các đề án, chương trình, kế hoạch của các cơ quan liên quan trên lĩnh vực công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, công tác tổ chức hành chính, xây dựng cơ quan. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi thảo luận những vấn đề có liên quan, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao kết quả công tác nội chính năm 2020. Trong hoạt động phối hợp của cơ quan tham mưu giúp việc, Ban Nội chính chúng tôi thấy cũng đã hết sức nỗ lực để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Nhất là các nhiệm vụ mà các đồng chí đăng ký ba nhiệm vụ trọng tâm trong năm, các đồng chí cũng đã cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt. Tất nhiên là không thể đầy đủ 100% cái kế hoạch vì ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, nhưng mà cơ bản cũng đã có cái sự nỗ lực trong cái điều kiện chung như vậy. Thì Thường trực cũng rất là chia sẻ với những cái khó khăn vất vả của các đồng chí, những cái áp lực mà các đồng chí cũng phải chịu đựng trong cái công việc, cũng như là cũng đánh giá cao cái sự nỗ lực cố gắng của bản năng các đồng chí cán bộ công nhân viên của Ban Nội chính. Năm 2020, mặc dù Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng có những thay đổi về công tác nhân sự, tuy nhiên, nhìn chung ngành nội chính Đảng vẫn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tiên phong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Thường vụ Thành ủy chỉ đạo. Đặc biệt là chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, phục vụ tích cực cho công tác Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22. Đồng thời, Ban Nội chính Thành ủy cũng đã thành lập được một số đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội năm 2019 đối với các đơn vị địa phương. Đây là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2020. Qua theo dõi tổng hợp công tác thanh tra trên địa bàn, Ban Nội chính Thành ủy đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội đối với quận Cẩm Lệ. Chiều ngày 15 tháng 12, tại quận ủy Cẩm Lệ, đoàn đã tiến hành công bố quyết định kế hoạch làm việc với Ban Thường vụ quận ủy Cẩm Lệ. Theo đó, địa phương sẽ gửi báo cáo kết quả thực hiện và các tài liệu liên quan đến thư ký đoàn rà soát. Năm 2020 cũng ghi nhận sự nỗ lực của Ban Nội chính và các đơn vị liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi chỉ đạo, Ban Nội chính Thành ủy theo dõi. Trong đó đáng chú ý là các vụ án vi phạm quy định về xây dựng tại dự án Hòa Liên 3-4, vụ làm giả con dấu của cơ quan tổ chức tại quận Liên Chiểu, vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Nghĩa Trang Hòa Sơn, vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Cùng với đó, Ban Nội chính tích cực, chủ động tham mưu,
cho các cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Ban nội chính phối hợp chặt chẽ với các cơ quan kiểm tra, thanh tra, công an, viện kiểm sát, tòa án và các cơ quan chức năng tham mưu chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thống nhất chủ trương, đường lối xử lý, làm rõ bản chất tham nhũng, xử lý triệt để các vụ án vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần hiện thực hóa quyết tâm chống tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước. Cái công tác này nó quyết định, góp phần quyết định đến cái hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Thực tế thì sau khi có cái chỉ thị 50 của Bộ Chính trị thì cái công tác đấu tranh mà phòng chống tham nhũng này được thực hiện là nó quyết liệt hơn. Như ở trong cả nước thì nhiều cái vụ đại án đã được phát hiện, đưa ra điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh. Ở thành phố Đà Nẵng thì cùng với cái chỉ thị 50 của Bộ Chính trị, Thành ủy Đà Nẵng cũng ban hành cái chỉ thị 05 liên quan đến cái việc mà tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Trong thời gian qua thì Tòa án thành phố Đà Nẵng cũng thực hiện nghiêm túc về cái việc này, đã đưa ra xét xử các cái vụ án tham nhũng là kịp thời, nghiêm minh, đảm bảo đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai và cũng đảm bảo là không để lọt tội phạm, thu hồi lại được tài sản cho nhà nước. Năm 2020, với nước ta nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn. Bên cạnh đó, tình hình thế giới khu vực vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp khó lường. Các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá, triệt để lợi dụng những vấn đề bức xúc trong xã hội để kích động tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự. Tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm về tham nhũng kinh tế ngày càng phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Đặc biệt, với hai làn sóng dịch bệnh COVID-19 diễn biến vô cùng phức tạp tại Đà Nẵng, ngành nội chính đã chung tay cùng hệ thống chính trị, đảm bảo tối đa tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi nhất cho tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ kép, là vừa đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, vừa cùng với hệ thống chính trị và cùng toàn dân trong công tác chống dịch. Thì cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự chúng tôi cũng rất là đặc biệt quan tâm, và nhiều cái lực lượng, nhiều kế hoạch, nhiều phương án đã được huy động triển khai toàn thể lực lượng từ trên quận xuống các phường cùng với hệ thống chính trị để thực hiện các công tác phòng ngừa tấn công tội phạm, tuần tra kiểm soát, quản lý địa bàn đối tượng để kịp thời không để các đối tượng xấu lợi dụng cái tình hình dịch trong thời gian này để gây án. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ngành nội chính Đảng, năm 2020, Ban Nội chính đã phối hợp với các ngành tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ liên quan đến công tác xử lý án đối với cơ quan tư pháp thành phố, quận, huyện, tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư cho các đồng chí thường trực quận, huyện ủy, đảng ủy cấp xã, phường. Qua đó, yêu cầu cùng với việc xử lý vấn đề theo đúng văn bản, luật, quy định hiện hành, thì cần chú ý nhấn mạnh đến vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân, tránh để xảy ra tình trạng đơn thư tồn động, vượt cấp, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Để mà làm tốt được điều đó thì phải nói rằng là thứ nhất là cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là cán bộ đơn thư công dân phải thật sự là công bằng với dân. Qua cái khi tiếp thư thì cán bộ thứ nhất là phải nắm vững cái quy định, những chỉ thị cũng như những cái luật của tiếp công dân, và thứ hai nữa là phải tham mưu cho lãnh đạo cũng như là người đứng đầu cấp ủy cũng như là chính quyền để mà xếp những đơn thư cấp bách cần thiết trước và để xử lý, còn những cái đơn thư có thể là chúng ta tổng hợp và giải quyết theo quy định của luật tiếp công thư công dân.
và những đơn thư có thể là người đứng đầu phải trực tiếp mà đến xác minh để nắm rõ những cái tâm tư nguyện vọng và những cái kiến nghị chính đáng của dân. Cùng với những kết quả đạt được, năm 2020, ngành nội chính Đảng Đà Nẵng cũng gặp những khó khăn nhất định về công tác nhân sự, về cơ chế nên gây những vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Thời gian tới, Đà Nẵng bước vào năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, triển khai các nghị quyết chính sách của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh nhiều thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp khó lường. Vì vậy, ngành nội chính Đảng cần phải phát huy vai trò và trách nhiệm của mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thì bây giờ những cái lĩnh vực ban nội chính này càng ngày càng quan trọng, càng ngày càng mang yếu tố là thậm chí là mang tính an ninh, sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của thường trực thì chắc chắn càng ngày sẽ càng tăng. Khi mà chủ trương tái lập lại ban nội chính thì có cái một tấm ba nó quy định rất rõ về chức năng nhiệm vụ của ban nội chính này. Việc nào là việc mà các đồng chí nghiên cứu đề xuất, việc nào hướng dẫn kiểm tra, việc nào là thẩm định. Và tôi cũng đề nghị là mặc dù các đồng chí phản ánh cái tình hình là nhiệm vụ, ví dụ như đơn thư nó tập trung nhiều việc, nhiều con người quá, nhưng mình cũng phải có sự dàn trải đồng đều hơn trên các lĩnh vực thuộc công tác nội chính. Chứ còn nếu nói đơn thư quan trọng thì cải cách tư pháp cũng rất là quan trọng, phòng chống tham nhũng thì càng ngày càng đặc biệt quan trọng nữa. Cho nên là với trách nhiệm cơ quan thường trực của ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố và nhất là thực hiện cái 49 á, và cái thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thì đề nghị các đồng chí là bố trí cái lực lượng và cái tham gia dàn đều trong các công việc này cho nó đầy đủ hơn. Sự tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo thành phố đòi hỏi ngành nội chính Đảng trong thời gian tới phải xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, có trình độ hiểu biết các lĩnh vực, có kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Và nhất là phải thật sự liêm chính, vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Thưa quý vị, đến đây xin được khép lại chương mục nội chính kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới.